biết là vậy rồi, nhưng mà phải đi khám. Bây giờ phải đi khám một lần nữa đi để coi như thế nào. Bữa hổm là khám cái gì? Bữa hổm đi khám cái gì? Trước là khám chụp bên đầu. Chụp CT cái gì? Chụp cái gì? CT. Cái gì? Không phải CT, chụp cái gì mà chụp gì là tốn mấy triệu. Chụp CT. Em trai. Em trai CT gì đó là không ra. Cũng hay lắm đó, không ra. Thì là được bác sĩ khuyên chuyển sang bên tâm thần, nhưng mà chưa. Bây giờ là mình phải đi khám cái đó đi chị ơi. Để mình có cái giấy để thí dụ mình còn đi ngoài đường nó còn dễ hơn. Khi mà mình không có giấy mà mình đi ngoài đường mình cầm cái bảng đó là người ta cho mình là lừa đảo. Em nói đảm bảo với chị là như thế luôn. Tại vì người đời mà ta phải thấy giấy tờ rõ ràng người ta mới giúp cho mình. Chứ còn mà chị không sắp xếp mình sang bên bệnh viện mình. Đúng rồi. Còn mà mình không có giấy tờ mà mình đi mình cầm cái bảng đâu có ai tin mình đâu. Mình nói tâm linh thì người nào tâm linh thì hiểu, còn không tâm linh thì sao người ta hiểu. Người ta nói là vấn đề đó là tự chị bịa chuyện ra. Đó là vậy. Cái này thì tụi em góp ý nói thiệt. Thì cũng có nhiều người đang nói gì rồi đó, vừa rồi trên TikTok đó có đó. Tự chị bịa chuyện, bịa đặt ra cái vấn đề là chị bị thiếu máu não. Bây giờ chị nói chị thiếu máu não là vấn đề về tâm linh đi, nhưng mà người ta hỏi giấy tờ đâu. Là chị phải đưa giấy tờ ra thì người ta sẽ giúp. Không phải là bà con không giúp cho chị, nhưng mà chị phải có giấy tờ. Có, mình cảm nhận là bà con rất là tốt ạ. Có giúp đỡ cho mình, nhưng mà tại là căn bệnh của mình không có giấy tờ rõ ràng, cho nên là bị ảnh hưởng đến cái dư luận. Cái đó nó ảnh hưởng rất là nhiều luôn á. Khó lắm. Đó thì là gì đó. Thì bây giờ chịu khó mình đi đi khám đi ha chị. Dạ. Khám thêm một lần nữa đi, khám tổng quát hết luôn. Mà bây giờ thì trước tiên thì chắc có thể là mình khám bệnh cái khoa tâm thần đi. Coi nó cái trí óc nó có bị cái gì không, coi bị giảm sức, sa sút gì không. Rồi mình còn cái giấy tờ để mình nhờ bà con giúp đỡ mình nữa. Đây là con mèo của chị nè. Đó. Tiền tỷ ơi. Tiền tỷ. Tiền tỷ hả? Dạ, tiền tỷ ơi. Còn hai con kia là tỷ phú với đô la hả? Dạ. Trời ơi. Tên nó dữ không? Nó hiền không chị? Dạ hiền ạ. Nó là phong thủy của con người mình mà. Dạ. Tiền tỷ với tỷ phú, tỷ đô la. Đô la. Hồi nãy chị nói là bà chuyển cho mình đặt gì hả? Dạ. Chứ ông không có chuyển hả? Dạ, ông bà chuyển luôn ạ. Dạ. Ông bà chuyển luôn. Con này đi đến nhà hệ thống cái điện điện quan mà ông bà dành tặng cho con người mình mà. Cái hệ thống mà cứu vật như này nè. Nó làm bạn của con người á. Sinh ra năm Mão này, năm Thìn này, năm Tý này. Này mình sinh năm nào? Năm con mèo là mình Mão mua mèo về nuôi à? Ví dụ như người nào nhưng mà đâu có mà nuôi được. Ví dụ như chẳng lẽ ai tuổi thìn cũng nuôi con rồng đâu có được, đâu có rồng để mà nuôi. Nhưng mà cũng phải chọn một số con vật để mà nuôi làm cướp cho nó hợp ha, nuôi để cho ông bà chính với tâm mình là sống có hiểu biết về cái hành trình chúng sanh mà ông bà tạo nên á, bao gồm con người với lại con vật ấy. Mình vừa sinh ra nằm trong cái mệnh của bọn nó ngay mà, cho nên mình phải biết trân quý cái bọn thú vật này này. Hôm nay thì quay được cái clip và chị Thủy đưa hai cái đám giấy khai sinh ra, nó rất là lạ nha cả nhà. Thì nó tâm linh, có tâm linh mà có đời thường nữa, là tại vì cái tấm giấy khai sinh mà hai đứa con đều chung ngày. Dạ. Mới hay chứ. Chung tháng. Chung ngày chung tháng. Đó, nó mới hay. Chỉ có cái là khác năm thôi. Cho nên này mình thấy nó lạ lạ. Bữa nay là lại làm gõ sự việc nè con. Hả? Nay lại làm gõ sự việc đây. Sao nó sao? Đây tìm hiểu coi như thế nào. Tại vì ấm dài là không có nghe được cô gái này nói chuyện, thì nó hồn quay ngắn không à. Cái gì cũng khổ.
mẹ ơi bởi vì theo như cái cô đó mới nói chị đó là đẹp mà mình còn tay còn chân mình đi ráng đi làm mà không chịu đi làm đẹp, đi làm cái chuyện này chân, nhưng mà chị đó là hình thức bên ngoài còn bên trong thật sự chân lên mình đang bị ông bà bắt và đang quở mắt nên là mình phải đang cố gắng cũng khổ tâm nhiều lắm nhưng đó, bây giờ nói gì mình có buồn không mình có giận buồn không ví dụ như cô đó đó bây giờ thì cũng buồn nhưng mà cũng không buồn thì cái cảm xúc ông bà tạo ra cho con người mình cân nhắc mà buồn với lại không buồn thì mình cân nhắc vậy ha. Thấy cô đó mới nói như vậy đó rồi mình có cảm thấy nóng hay mình sân lên không? Dạ không ạ, tại vì người đời không có sự thấu hiểu ạ. Mình có ông bà bên cạnh che chở cho nên là mình cũng là bình thường thôi. Mình cảm thấy là rất là bình thường phải không? Nhiều lắm ạ, đi nhiều vùng miền, nhiều cát những người ở ngoài cộng đồng mạng cũng thắc mắc như vậy, ngoài thăm cũng thắc mắc như vậy. Cũng được ông bà dạy bảo thì bây giờ xã hội dư luận là thị phi mà họ không hiểu thì họ có quyền thắc mắc Thì lại nói gì nói đi ha. Nhưng mà mình nghĩ đi, bây giờ không phải là mình nói cái cô đó, nhưng mà cái cô đó đã đi vô chùa rồi đúng không, cũng có một cái tâm gì rồi mà cũng vô ai ta làm đúng hay làm sai gì cũng là ra chịu đúng không, mà sao cô đó mở tại vì cô đó nó tánh còn sân không nói cô đó như đang xúc phạm với người ta nhưng trong khi người ta không có làm gì là ở đây là ở trong chùa. Thật sự Lê Thanh cũng biết nói cô đó vậy mà anh em mình vẫn biết nói gì nhưng mà nói làm cái gì đúng không, ở đây cũng biết nói chứ không phải là không biết nói. Nói như vậy là tác động đến cái sự phi não của người đời. Nói trong khi mà cô chị đó lại đi vô chùa nữa chứ mà nói xúc phạm, nó giống như đang xúc phạm ta. Nhưng mà nghĩ mà Thủy cũng đâu có xin tiền của cổ. Dạ cũng biết nhớ. Mà lần sau mà cô đó cho Thủy tiền được. Dạ. Nên Lê Thanh nói thiệt. Dạ. Vì cô đó cầm 1.000 cũng không cho Thủy nữa, trong khi mà thốt lên những lời đó đó. Đẹp gì mà không đi làm. Người đời họ chỉ thấy hình thức hầu như là hình thức được đầy đủ tay chân là phải đi làm đi, còn giúp lại giúp những người họ tàn tật nhưng mà còn thực sự với sức khỏe bên trong của mọi người thì không ai nắm giữ, không ai kiểm soát được hết, chỉ có bản thân họ mới kiểm soát được đã. Giống như là chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi. Là gì giống như vừa rồi em thấy cái sự tình gì của anh Phương Người Đánh á. Nếu mà theo em á là theo chị Thủy đó là mình cảm thấy anh Phương có tâm linh không? Dạ tâm linh là tất cả mọi cái nói chung là mỗi con người đều có tâm linh hết ạ. Mỗi con người ai cũng có tâm linh chứ phải không? Tâm linh ai cũng được ông bà ban điểm để mà đối nhân xử thế hết ạ. Thì về cái quá trình của anh Phương thì anh là người tàn tật mà. Thì mà đưa anh Phương vào cái quá trình như vậy để cân nhắc người đời về cái hành trình sống như thế nào, đối nhân xử thế như thế nào để cân nhắc ngày trước ngày sau ạ. Còn anh em không hiểu rõ về cái hành trình anh Phương lên trên trang truyền thông là có cái nhiều ý gì em sơ lược em không có chưa hiểu rõ lắm ạ. Cái đó là mình chưa có tìm hiểu kỹ ha. Dạ chị biết là anh Phương có được ông bà điểm cho nói những cái hành trình tâm linh như vậy là có được là đúng ạ. Là có ha. Dạ. Còn cái tác động đến niềm tin của con người thì mỗi người có mỗi cái mọi người ý kiến khác nhau. Tự là cân nhắc ạ. Đúng rồi. Thì thôi thì cuối cùng thì cũng như là góp ý với em gì đó với chị Thủy gì đó thì mình nếu mà mình cầm cái bảng đó là mình phải có giấy tờ đó là gì đó. Bây giờ mình hiện tại mình sống ở đời thường, ở ngoài đời này thì mình phải ở sống ở đâu mình phải quen theo đó đó. Bây giờ mình đi ở trên đường mình cầm cái bảng, cầm cái gì cũng vậy, giống như là mình đi đâu mình cũng phải có giấy chứng minh đó là vậy. Rồi mình muốn đi nhờ bà con giúp đỡ mình cái gì đó thì mình phải có giấy tờ bệnh để ra để người ta biết rồi người ta thấy thương đó người ta giúp cho. Bây giờ thì có đi khám kia rồi nhưng mà còn bên về phần tâm thần đó thì chưa, thì bây giờ là mình chịu khó mình đi khám để mình lấy cái tấm giấy đó ra để mình giống như đối chứng đó cho bà con biết là mình bị bệnh như vậy đó, để bà con có thể là mình giúp cho mình một cái phần nào đó đó.
Còn mà vấn đề mà khi mà mình đi mà không có cầm cái bản, cầm cái bản đó mà không có giấy tờ là mệt lắm. Đó là vậy. Thì anh góp ý về đi ha. Rồi thì cũng chúc cho chị nhiều sức khỏe nha. Kính thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng gặp được Thủy đó, một cô gái hot girl hiện nay cũng đang hot trên cộng đồng mạng. Cũng một Thủy cũng chia sẻ về vấn đề tâm linh. Chứ như Thủy thì Lê Thanh cũng như Thủy cũng như nhiều khán giả cũng nghĩ nếu mà Thủy đi làm thì rất là nhiều, chứ không phải cầm đi xin những tờ 10.000 của khán giả, của bà con để cho những cô bác anh chị em nghĩ xấu về Thủy rất là nhiều. Cũng như vừa rồi Lê Thanh cũng có nghe cái chị đi chùa cũng nói những câu đó cũng hơi đau lòng. Đẹp mà sao không đi làm, đúng không? Thì Thủy cũng không có trách gì những câu đó, Thủy đã quen rồi. Thì Thủy chỉ xin là một người chỉ 10.000 thôi ạ. Có khi nào nhiều không? Nếu là không xin bằng giấy thì là xin bằng miệng thì là xin mỗi người 10.000 đồng. Còn bây giờ xin bằng giấy thì là ai có lòng thì cho, ai thương thì cho, không cho thì thôi.